Kỳ lạ, bốn loại cỏ dại ăn vào tế bào ung thư rất sợ, khỏe mạnh đến già mà ai cũng nên biết. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, theo những nghiên cứu về các bệnh ung thư do Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và nhiều tổ chức y khoa quốc tế nổi tiếng thực hiện, ăn ít nhất 5 phần trái cây và rau mỗi ngày có thể giúp bạn giảm 20% nguy cơ ung thư. Có thể thấy, rau đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh. Tuy nhiên, loại rau nào được chứng minh có tác dụng ngừa ung thư tốt nhất? Bốn loại rau dưới đây đã được nghiên cứu và chứng minh rằng có tác dụng ngừa ung thư tốt nhất. Chị em nên tích cực sử dụng mỗi ngày. Kỳ lạ, bốn loại cỏ dại ăn vào tế bào ung thư rất sợ, khỏe mạnh đến già mà ai cũng nên biết. Thứ nhất, khoai lang. Một số nhà khoa học Nhật Bản đã thử nghiệm về khả năng chống ung thư của gần 20 loại rau. Thử nghiệm cho thấy khoai lang đứng đầu danh sách các thực phẩm có khả năng ngừa ung thư với tỷ lệ là 98,7%. Khoai lang có chứa một chất hóa học gọi là hydropantoate, có thể ngăn ngừa ung thư ruột kết và ung thư vú. 2. Cà rốt. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Iran cho thấy cà rốt có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày lên đến 26%. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác thực hiện bởi Đại học Chiết Giang ở Trung Quốc chỉ ra rằng ăn nhiều cà rốt có thể làm giảm tỷ lệ phát triển ung thư tuyến tiền liệt. Theo Helin, bạn hãy thử kết hợp cà rốt vào chế độ ăn uống của bạn như một món ăn nhẹ lành mạnh hoặc món ăn phụ ngon miệng vài lần mỗi tuần để tăng khả năng giảm nguy cơ ung thư. Ăn nhiều cà rốt có thể làm giảm tỷ lệ phát triển ung thư tuyến tiền liệt. Lý do khiến cà rốt có thể ngừa ung thư rất tốt là vì chúng chứa nhiều carotin. Khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A có tác dụng duy trì cấu trúc và chức năng của các biểu mô, ngăn ngừa ung thư biểu mô. Đồng thời, carotin có thể cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể và tăng cường khả năng chống ung thư. Nó đặc biệt thích hợp cho bệnh nhân ung thư phổi, ung thư da, ung thư bàng quang, ung thư vú, ung thư thực quản và ung thư ruột. 3. Tỏi. Tỏi có chứa một hợp chất lưu huỳnh gọi là allein, có thể loại bỏ khả năng gây ung thư của nitrosamine trong thực phẩm. Theo Sohu, ăn 10g tỏi mỗi ngày rất có lợi để ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày. Cuộc khảo sát thực hiện ở Trung Quốc cho thấy người dân ở các vùng sản xuất tỏi ở tỉnh Sơn Đông ăn nhiều tỏi hơn và tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày của họ thấp hơn đáng kể so với các khu vực khác. 4. Cà tím. Cà tím có chứa nhiều loại vitamin, trong đó vitamin P có thể làm mềm mạch máu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch và bệnh mạch máu não. Ngoài ra, cà tím cũng giàu solanin, có thể ức chế hiệu quả sự tăng trưởng của các khối u hệ tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư thực quản và ung thư dạ dày. Đồng thời, cà tím còn có tác dụng hạ cholesterol, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa bệnh tim mạch phành. Ngoài bốn loại rau củ trên thì chúng ta cũng nên bổ sung những thực phẩm sau để khiến tế bào ung thư sợ. Thứ nhất, súp lơ. Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy trong súp lơ xanh có thể làm giảm kích thước và số lượng tế bào ung thư vú lên đến 75%. Tương tự, một nghiên cứu trên động vật cho thấy những con chuột được bổ sung sulforaphane có thể tiêu diệt tế bào ung thư tuyến tiền liệt và giảm khối u hơn 50%. Ngoài ra, một nghiên cứu ở Anh, Đan Mạch và Phần Lan đã chỉ ra rằng ăn một lượng nhỏ súp lơ trắng, khoảng 100g hoặc 2 lạng mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi. 2. Mang tây. Mang tây rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C. Vitamin C có thể giúp cơ thể miễn dịch. Khi bị cảm lạnh, ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp bạn mau lành bệnh. Chỉ khi chúng ta có tế bào miễn dịch mạnh thì khả năng chống khối u mới ở tình trạng tốt nhất. Mang tây cũng chứa rutin, được chứng minh là có tác dụng nhất định đối với bệnh ung thư da, ung thư hạch và ung thư bàng quang. 3. Rau cải. Các loại rau họ cải, chẳng hạn như bông cải xanh, súp lơ trắng, cải xoăn, cải thảo và cải bắp, có chứa các chất dinh dưỡng có lợi, bao gồm vitamin C, vitamin K và mangan. Đồng thời, chúng cũng chứa sulforaphane, là một hợp chất thực vật có đặc tính chống ung thư. Một nghiên cứu cho thấy sulforaphane có thể ức chế đáng kể sự phát triển của tế bào ung thư. Các chuyên gia khuyên rằng mỗi tuần nên ăn rau cải từ 3 đến 5 lần để có tác dụng ngăn ngừa ung thư tốt nhất. 4.
táo có tác dụng chống ung thư. Câu nói mỗi ngày một quả táo, bác sĩ sẽ tránh xa bạn quả thực không sai. Nghiên cứu cho thấy táo chứa polyphenol có đặc tính chống ung thư vượt trội. Polyphenol là các hợp chất có nguồn gốc từ thực vật, có thể ngăn ngừa viêm nhiễm. Một nghiên cứu từ năm 2018 trên tạp chí phân tích thực phẩm và thuốc cho thấy rằng trong táo sẽ ức chế đáng kể sự phát triển của các tế bào ung thư vú, trong khi không ảnh hưởng đến các tế bào bình thường. Chính vì thế, khẩu phần ăn mỗi ngày của bạn nên có ít nhất một quả táo. 5. Quả đu đủ. Hợp chất được tìm thấy trong quả đu đủ có tác dụng rất tốt trong việc cân bằng lại huyết áp. Ngoài ra, hợp chất đó còn có hoạt tính kháng ung thư cực mạnh đối với tế bào bạch huyết, dạng lympho và các tế bào ung bướu. Vậy nên đừng tiếc gì phải nghìn mua đu đủ về cho cả nhà ăn nhé. 6. Quả cherry. Trong quả cherry có chứa chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương tế bào và mô. Cherry còn chứa lượng vitamin A gấp 20 lần quả việt quất hoặc quả dâu tây. Ngoài ra, nó còn chứa beta-carotene và vitamin, là những hợp chất rất có lợi cho hệ miễn dịch, thị lực và da. 10 loại thực phẩm thường ngày dễ gây ung thư và có hại cho sức khỏe. Thứ nhất, dưa cà muối. Dưa cà muối hay những món ăn lên men như kim chi đều có thể gây ung thư nếu bạn không biết cách làm và ăn sao cho đúng. Có nhiều người thích ăn những món ăn này khi nó chưa được lên men kỹ, không chua quá, vẫn còn vị hăng hăng và cay. Thực tế thì chính cách ăn như vậy mới là nguồn cơn gây ung thư cho bạn. Bởi vì trong dưa cà muối sồi, hàm lượng natri chuyển thành nitrit sẽ kết hợp với các axit amin trong thực phẩm như thịt, tôm, cá, nhất là mắm tôm, và chuyển thành nitrosamin, là một hợp chất có khả năng gây ung thư dạ dày. Hơn nữa, trong các đồ ăn lên men này chứa rất nhiều vi khuẩn, nếu không bảo quản kỹ để lên men chua quá lâu. Vì sức khỏe của bạn và gia đình nên hạn chế món ăn gây ung thư này đi nhé. 2. Đồ nướng, đồ cháy gây ung thư. Các món nướng là các món ăn được yêu thích bởi mùi vị rất thơm ngon. Nhưng bạn cũng nên hạn chế món này đi nhé, vì nó cũng là một trong những loại thức ăn gây ung thư hàng đầu. Khi thịt bò, thịt lợn, thịt da cầm và cá được nướng ở nhiệt độ cao một cách trực tiếp, những thực phẩm này sẽ sinh ra các amin dị vòng và các hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng có khả năng gây ra đột biến gen. Và đây chính là nguyên nhân loại thực phẩm này gây ung thư có thể là chính xác. Đồ nướng, nhất là phần thịt bị cháy khét, có nguy cơ ung thư ruột, dạ dày, thận và bàng quang. Không những thế, nó thực sự không tốt cho sức khỏe nam giới nếu ăn thường xuyên. Để đánh giá mức độ nguy hiểm của việc ăn những đồ nướng, bạn cần biết rằng đã có những nghiên cứu chỉ ra lượng axit amin dị vòng và hydrocarbon thơm trong 0,9kg thịt tương đương với hàm lượng benzopyrin, là một chất gây ung thư cao có trong 600 điếu thuốc lá. Thật đáng sợ phải không nào? Vì thế, hạn chế món ăn nướng ngay đi bạn nhé. Nếu muốn ăn món này thì khi chế biến, bạn cần chú ý những điểm sau. Không nướng trực tiếp thịt trên ngọn lửa hoặc bề mặt kim loại. Không nướng quá lâu, có thể sơ chế qua trước khi nướng. Bỏ phần mỡ trước khi nướng, bởi phần thịt mỡ được nướng ở nhiệt độ cao sẽ hình thành hydrocarbon thơm. Không ăn phần thịt khi bị cháy đen cũng như rửa sạch chúng nếu còn bám trên khay và vỉ nướng. 3. Dầu ăn gây ung thư. Nhà nào cũng phải cần đến dầu ăn cho các món chiên xào, kể cả là những món salad để ăn trực tiếp. Vậy mà đây lại là loại thực phẩm cũng có thể gây ung thư. Các loại dầu thực vật có nhiều omega 3, omega 6 được quảng cáo rất nhiều lợi ích cho tim mạch, nhưng nó chỉ đúng nếu bạn ăn nó trực tiếp trong các món salad. Bởi những loại dầu ăn này chứa nhiều hydrocarbon chlorine, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao nhất, đặc biệt là các món chiên rán, sẽ sinh ra hợp chất aldehyde có thể gây ung thư cao cho cơ thể. Đã có nghiên cứu chỉ ra việc sử dụng dầu chiên đi chiên lại sẽ gây mức độ di căn cao hơn gấp hàng nghìn lần so với dầu sử dụng một lần. Vì thế, sử dụng dầu ăn đúng cách, bạn sẽ không phải lo ngại về nguy cơ gây ung thư tiềm tàng. Sử dụng dầu ô liu, dầu bơ cho các món chiên rán hay mỡ lợn vì nó chứa hydrocarbon, không bị phân hủy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Sử
Sử dụng dầu thực vật như dầu hướng dương, dầu đậu nành cho các món salad ăn trực tiếp. Không sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhé. 4. Phụ gia thực phẩm gây ung thư. Các chất phụ gia là những chất được thêm vào thực phẩm để bảo quản, cải thiện mùi vị và bề ngoài sản phẩm. Các chất phụ gia có thể có nguồn gốc từ thiên nhiên, tổng hợp hay bán tổng hợp. Một số chất phụ gia thực phẩm gây ung thư bạn nên cần tránh. Đó là chất bảo quản trong hầu hết các loại thực phẩm giúp kéo dài thời gian sử dụng cho thực phẩm. Chất làm ngọt nhân tạo có trong các loại đồ uống đóng chai và bánh kẹo. Mùi diêm, đây là một chất gây ung thư hàng đầu có trong các loại thịt, xúc xích để bảo quản chúng được lâu hơn. 5. Các loại thịt gây ung thư. Thịt là loại thực phẩm phổ biến và quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của đa số những quốc gia. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố danh sách những loại thịt gây ung thư nhiều nhất cho con người, đó là thịt chế biến sẵn như xúc xích, giam bông, thịt xông khói, lạp xưởng là những loại thịt gây ung thư hàng đầu, tương đương với thuốc lá và bụi khói công nghiệp. Những loại thịt này có chứa nhiều chất phụ gia hơn, nhưng sinh ra nhiều chất có thể gây tổn thương AND và phát sinh ung thư. Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt heo và thịt cừu đứng thứ hai về nguy cơ gây ung thư cùng với nhóm glyphosate là chất diệt cỏ. Chất hemi tạo màu đỏ có trong thịt gây tổn thương niêm mạc ruột và tăng nguy cơ ung thư. Một chế độ ăn hạn chế thịt, nhiều rau xanh, hoa quả sẽ tốt nhất cho sức khỏe của bạn và người thân đó. 6. Cá gây ung thư. Thịt là loại thực phẩm có nguy cơ cao gây ung thư và đến cá cũng có thể gây ung thư. Những loài cá nuôi sử dụng nhiều thuốc kích thích tăng trưởng và cả cá biển sử dụng nguồn thức ăn chứa nhiều chất hóa học là nguyên nhân đáng lo ngại về khả năng gây ung thư của cá. Những thông tin về cá hồi gây ung thư do nhiễm nhiều AS chỉ là nguy cơ gây ung thư nếu con người ăn phải những con cá đó. Đặc biệt, cá rô phi là loại cá ăn tạp, vì thế khả năng chúng tiềm tàng nhiều chất hóa học gây ung thư là rất cao. 7. Trái cây, rau củ dư chất bảo vệ thực vật. Trái cây, rau xanh là loại thực phẩm thân thiện với cơ thể con người. Tuy nhiên, nếu lựa chọn nguồn gốc các loại rau, củ quả không kỹ và chứa nhiều chất bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ thì chúng không còn là loại thực phẩm an toàn nữa. Bạn cần lựa chọn nguồn trái cây, nguồn rau xanh đảm bảo và chế biến rửa sạch, bỏ vỏ trước khi ăn để hạn chế nguy cơ gây ung thư từ chúng. 8. Đồ ăn chiên xào. Bất kỳ loại đồ ăn chiên xào nào cũng đều phát sinh độc tố là những chất gây ung thư. Như ngũ cốc thì sinh ra nhiều agrilanin. Agrilanin là sản phẩm phụ được sinh ra. Aspargarin và đường có mặt trong hầu hết các loại thực phẩm, nhưng trong tinh bột và nhất là khoai tây là nhiều hơn cả. Vì thế, khi chiên xào sẽ có nguy cơ gây ung thư nhiều hơn. Đặc biệt, khoai tây khi trữ trong tủ lạnh sẽ bị phân cắt nhiều thành đường. Vì thế, chiên xào những củ khoai tây trong tủ lạnh sẽ sinh ra nhiều chất gây ung thư hơn. Nguyên nhân gây ung thư đến từ ăn uống chiếm 70%. Vì thế, bạn nên tìm hiểu những thực phẩm gây ung thư, các loại đồ ăn, nước uống có hạn để tránh xa chúng ngay từ bây giờ bạn nhé. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, dù các loại thực phẩm được liệt kê ở trên rất là ngon, khoái khẩu, nhưng việc chúng ta ăn quá nhiều hàng ngày chắc chắn sẽ khiến cơ thể của bạn phải gánh chịu hậu quả. Hãy tìm kiếm những thực phẩm thay thế không chỉ ngon miệng mà còn phải an toàn và lành mạnh nữa. Đừng bao giờ quên rằng cái miệng có thể làm hại cái thân đến mức nào. Ban biên tập chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của chương trình nhé.